Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ năm, ngày 6 tháng 10. Tại huyện Bảo Lạc, Ban dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tri cục dân số kế hoạch gia đình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc. Thời gian qua, công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn được lãnh đạo các cấp các ngành tỉnh cao bằng quan tâm triển khai chỉ đạo. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh vẫn có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, năm 2020, tỉnh Cao Bằng có 186 cặp tảo hôn. Năm 2021, toàn tỉnh có 261 cặp tảo hôn. Tính đến tháng 5 năm 2022, có 20 cặp diễn ra chủ yếu ở vùng đồng bào Mông giao sinh sống tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xin ý kiến góp ý bộ tài liệu tuyên truyền và bổ sung các thông tin dữ liệu của các cơ quan đơn vị liên quan để bổ sung hoàn thiện mục tiêu nội dung đã đề ra. Tại hội thảo, 7 tham luận đã phân tích thực trạng, đưa ra các nhóm giải pháp tăng cường tuyên truyền được đưa ra để thực hiện thành công các mục tiêu theo quyết định số 498 quy ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại huyện Nguyên Bình, Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam do ông Phạm Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác, đã đến khảo sát yêu cầu kích cầu du lịch tại làng du lịch Cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành. Xóm Hoài Khao có 34 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc giao tiền. Đến nay bà con nhân dân vẫn lưu giữ nguyên vẹn giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc giao. Xóm Hoài Khao có cảnh quan thiên nhiên yên bình và thơ mộng, kiến trúc nhà cổ bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương. Mỗi gia đình có một kho chứa thóc làm bằng gỗ nằm tách biệt với nhà chính, nơi có thung lũng ruộng bậc thang, có những tổ ong khoái tự nhiên. Truyền thống nghề theo dệt thổ cẩm, in hoa văn bằng sắp ong được bảo tồn, các bài thuốc y học cổ truyền của người giao được khai thác phục vụ khách du lịch. Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam khẳng định, Nguyên Bình có nhiều cảnh quan đẹp, không khí mát mẻ, trong lành, mùa đông có băng tuyết, Nguyên Bình còn được ví như một nóc nhà của Cao Bằng, với đỉnh phiêu ác. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc giao tiền, đã tạo nên nét đẹp riêng của khu du lịch nơi đây. Tuy nhiên, ở Hoài Cao chưa có sóng di động truy cập Internet, tốc độ cao 3G, 4G. Huyện Nguyên Bình tiếp tục đầu tư xây dựng trạm phát sóng di động truy cập Internet tốc độ cao tại Hoài Cao. Đề nghị lãnh đạo địa phương luôn đồng hành cùng người dân đề điểm du lịch cộng đồng hoài cao cũng như du lịch nguyên bình phát triển bền vững. Tại trường tiểu học Đề Thám thành phố đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tài trợ. Năm học này thành phố có 15 em học sinh thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Đề Thám được nhận học bổng, mỗi suất gần 3,5 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo thành phố đã cảm ơn Sở Ngoại vụ kết nối với đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thực hiện chương trình học bổng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của chương trình tại các trường học trên địa bàn. Liên tiếp trong 3 ngày vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, bộ đội biên phòng Cao Bằng đã tiếp nhận 335 công dân Việt Nam do trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Thạc Long, huyện Đại Tân, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc bàn giao. Trong số công dân trên có hai đối tượng là Hoàng Đình Hướng, sinh năm 1993, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đang bị cơ quan điều tra truy nã về tội đánh bạc và Sầm Văn An, sinh năm 1997, trú tại thôn Hoài Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, đang bị truy nã về hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Ngày 5 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Vùi Thị Mục, sinh năm 1979, trú tại bản Chin Chu Trải, xã Sàn Thàng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lai Châu truy nã về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với 332 công dân còn lại, đơn vị đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn quay trở về địa phương theo đúng quy định. Toàn bộ số công dân trên đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, bị các lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét bắt giữ trong thời gian qua. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 4 tháng 10 đến 17 giờ ngày 5 tháng 10, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 97.771 trường hợp. Trong đó có hơn 97.218 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 19 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 7 trường hợp, huyện Hà Quảng 3 trường hợp, huyện Hòa An 4 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 2 trường hợp, huyện Trung Khánh 2 trường hợp các huyện còn lại không có ca mắc mới. Hiện Cao Bằng có 30 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 326 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, 13 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 97.351 trường hợp. Đến nay tổng số tử vong do Covid-19 là 61 trường hợp. Toàn tỉnh lấy 576.357 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng tết nhanh là 422.465 mẫu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Để làm rõ hơn ý nghĩa của việc chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sau một năm triển khai thực hiện, theo nghị quyết 128 NQCP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nghị quyết 128 NQCP Chiều ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, Cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức tọa đàm với chủ đề Nghị quyết 128 NQCP chuyển hướng chiến lược, ý nghĩa quyết định. Tại tọa đàm các ý kiến nhận định, một năm sau khi nghị quyết 128 ban hành, dịch COVID-19 được kiểm soát ngày càng vững chắc hơn, tình hình kinh tế xã hội phục hồi nhanh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng, nổi bật so với thế giới trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Đây là những quyết định quan trọng và mạnh mẽ, thể hiện sự sáng suốt, quyết liệt của lãnh đạo chính phủ đưa đất nước chuyển sang giai đoạn mới, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Các quyết định sáng suốt mang tầm chiến lược đã chứng minh hiệu quả trong phục hồi và phát triển kinh tế để đưa Việt Nam là một trong những điểm sáng nổi bật trong phát triển kinh tế sau đại dịch. Đánh giá nghị quyết 128 NQCP có tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động kinh tế xã hội trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, sau khi thực hiện nghị quyết 128, ngay trong quý tư năm 2021, GDP cả nước đã đạt kết quả dương Kết quả tăng trưởng quý 3 năm 2022 và 9 tháng năm nay với con số tăng trưởng GDP 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý 3 năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, đến nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, xác định vaccine là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt bằng mọi khả năng để tiếp cận được với vaccine sớm nhất, nhanh nhất với phương châm, vaccine tốt nhất là vaccine được tiếp cận sớm nhất. Cho rằng Việt Nam đã làm rất tốt trong việc quản lý đại dịch, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng khi có vaccine, Việt Nam triển khai tiêm vaccine và nhanh chóng đạt được độ bao phủ dân số thực sự cao hơn 260 triệu liều vaccine đã được tiêm, trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Bộ Công Thương vừa có văn bản số 5923 gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị tư vấn, Bộ Công Thương đánh giá đề án được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận về tính giá điện, phản ánh chi phí, phương pháp phân bổ chi phí đến từng nhóm khách hàng sử dụng điện nên đã dần xóa được việc bù chéo giữa các nhóm khách hàng sử dụng điện. Bộ thống nhất với kiến nghị của đơn vị tư vấn tại đề án là không xem xét phương án giá sinh hoạt đồng giá trong các phân tích lựa chọn biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở phân tích ý kiến của tư vấn, Bộ Công Thương đề xuất phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc. Phương án 1. Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc như theo đề xuất của EVN và tư vấn tại công văn số 404 EVN TCKT nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể bậc 1 cho 100 kWh đầu tiên bậc 2 từ 101 đến 200 kWh, bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, bậc 4 từ 401 đến 700 kWh, bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Phương án 2, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 4 bậc theo đề xuất của EVN và tư vấn. Cụ thể, bậc 1 cho 100 kWh đầu tiên, bậc 2 từ 101 đến 300 kWh, bậc 4 từ 301 đến 700 kWh, bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng qua ước đạt hơn 394.000 tỷ đồng, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng qua, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam. Riêng quý 3, Việt Nam đón 1,2 triệu lượt khách, cao hơn 2,5 lần so với quý trước đó. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2022, 5 triệu lượt, vẫn thấp hơn 85,4% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này cho thấy vẫn còn những khó khăn trong thu hút khách quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh sau đại dịch. Trong số các thị trường khách đến từ Hàn Quốc nhiều nhất với 489.400 lượt, tương đương 26%. Tiếp theo là Mỹ, các thị trường ở châu Á, Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan. Đáng chú ý, thị trường Ấn Độ tăng vượt mức trước đại dịch với tổng số khách đến nay là 61.300 lượt, riêng tháng 9 đạt 15.000 lượt cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Đến nay, lượng tìm kiếm thông tin du lịch nước ngoài đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu tháng 3 năm nay. Những quốc gia được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất như Thái Lan, Campuchia, Australia, Mỹ, Indonesia, Pháp và Malaysia. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non phổ thông công lập. Từ đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non phổ thông, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng khó khăn địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tuyển đủ số giáo viên được Bộ Chính trị quyết định bổ sung cho năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo. Chuyển sang tin quốc tế, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc cho biết, Nước này ghi nhận gần 35.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày mùng 5 tháng 10, tăng so với một ngày trước đó, trong bối cảnh các trường hợp tái nhiễm và điều này gây nhiều quan ngại trước mùa đông năm nay. Theo chính phủ Hàn Quốc, cho đến nay, khoảng 48% dân số nước này từng mắc COVID-19 ít nhất một lần. Tỷ lệ tái nhiễm đang gia tăng khi ở mức gần 11% trong tuần thứ ba của tháng 9, cao hơn mức gần 10% ghi nhận cuối tháng 8. Từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc đã hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm phản ứng chuỗi PCR đối với du khách nhập cảnh nước này nhằm nới lỏng hơn nữa các hạn chế phòng chống COVID-19 trong bối cảnh nỗ lực đưa nền kinh tế phục hồi trở lại mức trước đại dịch. Tất cả quy định đeo khẩu trang ngoài trời cũng đã được dỡ bỏ, tuy nhiên quy định đeo khẩu trang trong nhà vẫn được duy trì nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại cùng với bệnh cúm vào mùa đông này. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.